mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 50. 3.12. Cho hình 3.28. Qua tìm các góc ở vị trí soi trong với góc FIP. FIP. Mình cần tìm các góc ở vị trí soi trong với góc này. Thì mình có thể thấy là có hai góc ở vị trí soi trong với góc này. Đó là góc NFI, góc này. Và góc IPQ, góc này. Mình trả lời các góc ở vị trí soliton, các góc ở vị trí soliton với góc FIP là góc NFI. Hoặc là IPQ. Tiếp theo, mình cần tìm các góc ở vị trí soi trong với góc NMI. NMI. NMI, góc này các bạn. Thì mình thấy góc nào là góc mà ở vị trí soi trong với góc này? Đó là góc MIE, góc này. Và góc hoặc góc MPQ, góc này. Các góc ở vị trí soliton với góc NMI là đó là MIE hoặc là MPQ. Câu B, tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP. EQP là góc này. Thì mình thấy góc đồng vị ở vị trí đồng vị với nó là góc MEF. Câu B, góc ở vị trí đồng vị với góc EQP. EQP là góc MEI. 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 Rồi tiếp theo mình cần tìm góc ở vị trí đồng vị với góc IFP. IFP. Góc ở vị trí đồng vị với góc này. Là góc nào các bạn? Đó là góc MNF hoặc là góc EIP. Mình trả lời là góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là
Góc IFP là góc MNF. EIP rồi chúng ta xong 3.12. Ba chấm mười ba cho hình 3.29 biết góc này bằng 50 độ, góc này bằng 50 độ, giải thích tại sao AX song song với BA. AX song song với BA thì mình thấy rằng là hai góc này là hai góc ở vị trí đồng vị mà bằng nhau, nên theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì AX sẽ song song với BA. 3.13 mình nói là ta có góc ZBI bằng góc ZAX, hoặc là mình lấy giống như đây luôn là XAZ bằng IBZ, nó cũng giống nhau. Ta có XAZ nó bằng với góc IBZ và bằng 50 độ, mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Từ đó mình suy ra AX song song với BI. AX song song với BI theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Rồi, mình xong 3.13. Ba chấm mười bốn vẽ hình theo yêu cầu sau. Câu A, vẽ hai đường thẳng D và D phải sao cho D nó song song với D phải. D song song với D phải. 3.14. Đây, mình để cái thước như thế này. Mình để cái eke. Và cái thước như thế này. Đó. Rồi vẽ một đường thẳng D. Rồi giữ cái thước nha, giữ cái thước. Giữ cái thước rồi cái eke. Mình có được D phải. Đây. D và D phải. Đó, câu A. Đề bảo chúng ta là vẽ hai đường thẳng D và D phải sao cho D song song với D phải. Đó, mình vẽ xong. Câu B. Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD bằng hai lần AB và CD song song với AB. CD bằng hai lần AB có nghĩa là CD nó gấp đôi AB. Song song và nó gấp đôi. Cũng đơn giản thôi. Đây. Mình vẽ một bạn là 3 cm. Nè, từ 0 tới 3. Đó. AB. Rồi mình trượt cái ke, giữ nguyên cái thước nha, giữ nguyên cái thước, trượt cái ke. Vẽ bạn kia bằng 6.
Đó thì sẽ bảo đảm gấp đôi đúng không? 3,6. Rồi. CD bằng 2 lần AB. Có nghĩa là AB chúng ta đây. A. B. Còn đây là C. Và D ha. Gấp đôi. Song song. Và CD bằng 2 lần AB. Rồi mình xong. 3.14. 3.15. Cho hình 3.30 biết các góc MNQ và BQN có cùng số đo bằng 35 độ để cho mình đây. Chứng tỏ MN song song với QP, MN song song với QP. Mình thấy hai góc này là hai góc ở vị trí sau lê trong mà bằng nhau. Cho nên là theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì chúng ta sẽ có MN song song với QP. Ba chấm mười lăm. Ta có góc MNQ bằng với lại góc BQN và bằng 35 độ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hai góc này ở vị trí sau đây trong. Có hai điều đó. Mà hai góc này ở vị trí sau đây trong. Mà hai góc này ở vị trí sau đây trong. Từ đó mình suy ra là MN sẽ song song với lại QP. Mình suy ra được là theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng xong xong. Ok. Rồi mình xong 3.15. 3.16. Cho đoạn thẳng AB vẽ hai tia AX, BY sao cho chúng tạo với AB hai góc so lê trong có cùng số đo bằng 60 độ. Có nghĩa là XAB bằng ABA bằng 60 độ. Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia AX và BE có song song với nhau không? Vì sao? Cũng tương tự như vậy các bạn. Vì hai góc xoay trong này bằng nhau, cho nên là hai đường thẳng chứa hai tia này sẽ song song với nhau. Bây giờ mình vẽ hình nè. Cho đoạn thẳng AB 3.16. Cho đoạn thẳng AB. Đây. A. B. Vẽ hai tia AX, BY sao cho chúng tạo với AB hai góc so lê trong có cùng số đo bằng 60 độ. Góc 60 độ là góc này này các bạn. Đó. Đây. AX 60 độ. Rồi bây giờ là BY. BY 60 độ. Đó, người ta bảo mình là vẽ hai tia AX và BY sao cho chúng tạo với AB hai góc so lê trong có cùng số đo bằng 60 độ. Đây, hai góc so lê trong có cùng số đo bằng 60 độ. Để hỏi mình là
Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia AX và BE có song song với nhau không? Vì sao? Có. Lúc này là hai đường thẳng chứa hai tia AX và BE sẽ song song với nhau. Bởi vì hai góc xoay trong này bằng nhau. Ta có XAB bằng IBA. XAB bằng IBA. XAB bằng IBA và bằng 60 độ. Mà hai góc này ở vị trí sao lê trong. Từ đó mình suy ra hai đường thẳng chứa hai tia AX và BI sẽ song song với nhau. Đó. Hai đường thẳng chứa hai tia AX và BI sẽ song song với nhau. Đường thẳng này nè. Cái này là theo theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Rồi, chúng ta xong bài 3.16 và chúng ta cũng xong luôn bài tập ở trang 50. Thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.